chưa đỡ được cái gì, chưa đến hàng đỡ được mẹ. Bố mẹ là nếu mà bố mẹ hết đi làm thì nó đỡ được, thì nó mà có gia đình nữa là cũng là cảm ơn rồi. Tối đến là các cháu ở nhà nó học bài, mai đi học, cho nên là làm cái gì chẳng hạn như mình làm việc ở nhà thì nó không phụ được, tự nhiên là bố mẹ có bán hộp cứu quanh nhà thì cháu còn phụ được, chứ đã làm cái này chả đến nào phụ được. Cứ đẩy xe đi này, cháu ở nhà các cháu nghỉ ngơi học bài, sáng mai tới trường bố mẹ không phụ, còn về nhà chỉ dỡ cơm cái nước trong nhà, nhiều khi cũng nó cũng không làm để nó đi học. Vừa thì nó học từ sáng đến tối luôn, trưa thì gần nhà thì trưa về nhà ăn cơm, nhưng mà nó học ngày hai buổi, trưa thì về nhà ăn cơm, không có quen được. Nhiều đường thì ăn nó sẽ ăn, mà ít đường quá thì ăn nó khác. Nấu lâu lắm mãi nó mới tan được, tại vì nấu ít thì nó nhanh tan, mình nấu chất lượng nhiều được, cho nên là nấu ít nước mà nhiều đường nó lâu tan, nên nếu mà nấu nhiều nước thì nó cũng nhanh tan mà nó lâu bỏ vào nấu cháo là cháo mà cháo không dính chứ không thường nhé, nó thường và xài loại chảo nôm mình thì nó sạch. Mà nó đảm nó đều hơn, còn cái anh chiên thì chảo hũ chiên nó mới đỡ dầu, chảo nông chiên nó hao dầu, sao mà dầu nó phải nổ bên trên bột thì nó mới ngon. Mà mình dầu thì nó ra hay gì không đó, nó xài than hết, nhưng mà dưới là có cái quạt, nó nào cần đến cái bật nó hay nó lên nẹ quá nè. Chiên thì lúc nào cũng phải quạt liên tục, nhưng mà cái răng muối này cái là quạt nhiều nó cháy, nó khét, nó nhiều đường nó không cháy được. Giờ phố đi bộ đâu có bán được đâu con? Phố đi bộ thì bản nhà thôi, còn cái này trường thì vẫn vào bán được 10 giờ nó mới được. Không, cái này khai trương là nó sẽ đi bộ suốt tuần luôn á. À, khai trương đi bộ suốt tuần hôm nay nữa hả?
Hôm qua là khai trương rồi đó, hôm qua con nghỉ. Đúng rồi, hôm chủ nhật bắt đầu chủ nhật rồi mà. Thế bảo là thứ hai nó vẫn để cho bán bình thường mà không biết. Nó chưa xuống nhưng mà chưa biết. Nếu mà nó mà nó khai trương tối hôm qua đó, thấy đông lắm. Tối kia, thứ bảy, ngày 19. Nó khai trương ở ngay đây này, chuyện như này có không biết là thứ hai hôm nay nó còn làm việc không, không biết. Chứ hôm qua là chủ nhật là thứ hai đấy. Còn ngày thứ hai thì không rõ lắm. Cái đấy hộp phải không? À, hôm nay chưa biết nhưng mà tiếng nghe nói là nó cũng chuẩn bị nó làm tới đây là nó từ 2 tháng 9 thôi, nó làm nguyên tuần luôn, có ngày nào là ngày nó nghỉ luôn, nó làm nguyên tuần là coi như là khổ luôn đó, hết ăn luôn, để ăn với nó làm một tuần nó chỉ làm có 2 buổi thì còn sống, nó làm nguyên tuần là hết bán, 2 giờ mới vào nó không bán được gì. Lúc đấy là khách đi về hết mà người chơi cũng không còn mà bán cũng bán một tuần nó bán có 2